đau quá. Mình đi vào đây à? Chưa, thương nhiên, mình sẽ cứ vài gần đến đấy xong rồi quay nữa. Nhưng mà có vẻ là xe kia nó cồng cành quá. To quá, quay đâu, chưa quay đâu. Đường này bé nhá. Ừ, cái đường này bé, đường bé nó quá. Vướng núi nó không thể mở được. Không, chỗ này này, mở được chứ. Cái chỗ vào này, mình vào hơi bị bé. Ừ, thằng kia nó còn không. Không chịu ra đi. Không chịu ra đi, mình đi chứ. Đứng đây. Có khi là đứng đấy mình phải đi lên ngõ trên đây. À, có thể nó đứng y ra đấy rồi. Đứng y là nó không có đây. Mình đi đường trên. Nó đứng không có khách, không có người lái luôn đấy. Vâng. Nó bỏ xe đi rồi. À.
đâm nó gặp phải xe nó bị quẹt chân.